mình không có buồn những người mà ở bên Việt Nam, họ là đảng viên, họ làm theo cái sứ mệnh tà của họ. Nhưng hôm nay họ thức tỉnh, họ có thể là chánh. Nhưng mà cái đám mà ở đây mà lãnh tiền mà làm mấy cái này á, mới đúng là tà. Cái đám này đúng ra phải mất xác mất hồn trong tương lai, không có nên sống, là vì phá nát cộng đồng. Kiệt là người ở Mỹ, Kiệt không có ưa cái đó. Cứ gọi là làm những cái người mà gọi là mượn danh á. Thì chưa tới lúc người ta bóp cổ đó. Nhiều lắm ở đây, nhiều lắm. Mình có ông bạn ở dưới Nam Cali hồi xưa chống cộng cho đã, bây giờ chống gậy á. Ăn thua bao thơ thôi hả? À. Bao thơ bự hay bao thơ nhỏ? Người tránh không có lỗi lên. Chỉ mấy người sân si á. Mới lỗi tới đó lên, còn mấy người thật sự không có. Bây giờ quý vị nè, những cái thằng nào á mà lên trên đài mà YouTube mà cứ bình luận chuyện này bình luận chuyện kia hoài á, mấy thằng đó là cộng sản thứ thiệt á. Tuy là nó mang danh là tôi là HO tên này tên kia, mà ai mà tin mấy thằng đó á, khi mình nghe một cái đài mà nó không có ích lợi gì cho cái bộ não mình á, thôi thà mình ngồi thiền đọc kinh, còn mình nghe mấy cái đó là nó tiêm nhiễm á, hiểu không? Ở đây có cái đài nào như thế nào là mọi người từ từ ở chánh kiến sẽ hiểu. Nó không có tư cách gì mà bình luận này, nó bình luận kia. Bình luận làm 40-50 năm, đến khi một ngày tất cả những chim già hải ngoại mà chết rũ đi rồi, thì lúc đó đó là người Việt mình trở thành đồ đồng đồ đá, trở về xã hội chủ nghĩa. Và ở hải ngoại này á, cũng như trong quốc nội, cũng giống như là Bắc Hàn vậy đó. Kim Jong Un nói gì là tin cái đó, nghe cái đó. Tại nó tính theo thời gian để mà nó nhồi sọ. Thì lúc đó không còn sức mà để mà đứng lên nữa. Hôm nay cũng gần, mấy bác về HO cũng chống gậy hết.